đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng vì hai nên nhiếp thọ trí nhất thiết chẳng vì hai nên nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng vì hai nên vượt các bậc thanh văn và độc giác chẳng vì hai nên nhập tránh tánh ly xanh của đại bồ tát chẳng vì hai nên tu hành tránh hạnh của mười địa bồ tát chẳng vì hai nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng vì hai nên nhiếp thọ bố thí ba la mật đa, chẳng vì hai nên nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp không nội, chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không 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 biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng vì hai nên nhiếp thọ chân như, chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chẳng vì hai nên nhiếp thọ bốn niệm trụ chẳng vì hai nên nhiếp thọ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng vì hai nên nhiếp thọ thánh đế khổ chẳng vì hai nên nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo chẳng vì hai nên nhiếp thọ bốn tịnh lự chẳng vì hai nên nhiếp thọ bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng vì hai nên nhiếp thọ tám giải thoát chẳng vì hai nên nhiếp thọ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp môn tam ma địa chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp môn đà la ni chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp môn giải thoát không chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng vì hai nên nhiếp thọ năm loại mắt chẳng vì hai nên nhiếp thọ sáu phép thần thông chẳng vì hai nên nhiếp thọ mười được phật chẳng vì hai nên nhiếp thọ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng chẳng vì hai nên nhiếp thọ đại từ chẳng vì hai nên nhiếp thọ đại bi đại hỷ đại xả chẳng vì hai nên nhiếp thọ pháp không quên mất chẳng vì hai nên nhiếp thọ tánh luôn luôn xả chẳng vì hai nên nhiếp thọ trí nhất thiết chẳng vì hai nên nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng vì hai nên vượt lên các bậc thanh văn và độc giác chẳng vì hai nên thú nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát chẳng vì hai nên tu hành tránh hạnh của mười địa Bồ Tát. Chẳng vì hai nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì tại sao Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến tâm tối hậu phát khỏi, ở trong tất cả thời thiện pháp tăng trưởng,